các bạn hãy ghi nhớ những cái bí kíp này hai xác định điều gì là quan trọng nhất được chưa một PT cần phải biết là cái gì là cái quan trọng nhất thứ nhất bạn phải hiểu nội quy và quy định công ty nhớ nhé bạn phải thuộc hiểu biết và tuân thủ nội quy quy định của công ty thứ hai bạn phải thuộc phải hiểu và làm đúng quy trình của doanh nghiệp nhớ nhé làm đúng quy trình của doanh nghiệp các cái bước một bước hai bước ba bước bốn kê khai biểu mẫu như nào ấy, là bạn phải làm thật tốt cho tôi bước thứ ba là bạn phải rèn luyện thành thạo những kỹ năng như là đặt câu hỏi tư vấn phân tích in body tổ chức những cái buổi tập f 1 chốt sale và xử lý từ chối bạn phải luyện thật kỹ cái này bây giờ mình học xong mình chưa đi làm thì mình luyện đi nếu mà mình đi làm rồi mình rủ đồng nghiệp ra mình luyện thật kỹ đi và có hai cái nốt màu đen ở đây này là tập trung và tìm ra những cái cuộc hẹn đặt hẹn bằng mọi cách, mọi lúc, mọi nơi và cố gắng là gì hoàn thành target xếp giao thay vì đưa ra những cái lý do ngụy biện. Nếu mà trong tâm của bạn, trong suy nghĩ bạn được trang bị những cái điều này và đến công ty bạn sẽ lao vào những mũi tiền làm việc, làm việc, làm việc, tìm khách hàng, tìm khách hàng, tìm khách hàng, bán hàng, bán hàng, bán hàng. Đừng có nói với tôi là thầy trường suốt ngày dạy bán hàng, suốt ngày chỉ có tiền tiền tiền. Tôi nói các bạn nếu bạn không mang được một đồng nào về cho công ty, bạn sẽ bị đuổi việc. Nên, nên bạn muốn mình sẽ thay đổi cái doanh nghiệp này mình muốn mình sẽ đem đến cái đội ngũ pt chất lượng thì việc đầu tiên mình chứng minh giá trị của mình đi mà giá trị của mình đấy là con số khi bạn bán giỏi nhất công ty thì ai cũng sẽ tìm bạn còn khi bạn không bán được một đồng nào bạn nói gì chẳng ai tin đấy nó là sự thật đấy là thực tế các bạn ạ có thực thì mới vực được đạo Chỉ ghi nhớ điều này nha